Chúng ta sẽ bước qua chủ đề thứ hai về tiếp cận chẩn đoán muối giúp nhân. Tôi đã tiếp cận chẩn đoán thôi, còn về phần điều trị tôi sẽ nói rất là ngắn gọn, thì nó không phải là cái chuyên đề của tôi hôm nay, cho nên tôi sẽ nói ngắn gọn phần chuyên đề, phần chuyên đề tiếp cận. Khi các chị thấy một muối giúp nhân đến, các chị sẽ làm gì để được sót giúp nhân, là khi nào các chị làm phép này, khi nào không làm, và khi mà phép phải có kết quả rồi các chị sẽ xử lý như thế nào. Đó là cái phần ngày hôm nay tôi muốn chuyển đạt cho anh chị. Về nhân giá thì nhân giá thì cái tỷ lệ nhân giá rất là nhiều. Nhân giá là để chỉ sự tăng tinh lành tính trong vỏ bọc của cái nhân giá này. Và thực nữ thì chị thấy là có thể sử dụng ô biên giá như là Aroma hoặc là nhân giá thì có thể các chị tập các đại biểu có thể được sử dụng bằng những cái sự thực nữ này. Và các chị thấy đây nhân giá đó. Nhân giá thì có thể là có một nhân hoặc là hai nhân hoặc là nhiều nhân trên hai đường tuyến giáp, và nhân này có thể sờ trên lâm sàng nếu như nó lớn hơn 1 cm, có thể không sờ trên lâm sàng nếu nó nhỏ hơn 1 cm. Lúc đó các anh chị sẽ phải nhờ bằng những cái xét nghiệm chẩn đoán là nặng như là siêu âm hoặc là CT hoặc MRI vân vân, và nhân này có thể lành tính hoặc là ác tính, và có thể biểu hiện là cường giáp, bình giáp hoặc là suy giáp, đúng không ạ? Đó, một cái nhân giá thôi mà các chị thấy rất là nhiều chuyện như vậy. Và cái tần suất mà muối giúp nhân sờ được trong cộng đồng dân số chung là khoảng 3-7%, và đa số hơn một nửa trường hợp là được phát hiện bằng siêu âm. Đến 70% bệnh muối giúp nhân không sờ thấy, những trường hợp đó có thể là bệnh nhân tử vong. Đó là bệnh nhân tử vong rồi mổ tự thiết ra thì thấy có nhân giá. Và đa số nhân giá là lành tính, ác tính chỉ có 5% cũng là may mắn, và đa số là lành tính. Về nhân có tính chất nhân có thể là nhân đặc giá 60% hoặc là nam giá hoặc là hỗn hợp. Và người ta các cái nghiên cứu cho thấy là muối giúp nhân gia tăng theo tuổi, và đặc biệt là những vùng thiếu lớp thì tỷ lệ nhân giá gia tăng rất cao, và thường là ở nữ nhiều hơn nam. Nhưng nam nhưng mà nhân giá mà xuất hiện ở nam giới thì tỷ lệ ác tính nhiều hơn ở nữ. Thì các anh chị ngồi đây, mình nữ thì có hay có nhân giá đó, nhưng mà nhân giá của nữ thì đã rất là cứng, nhưng mà nam mà có nhân giá thì coi gì, thì cái cảm giác nó tuổi đối với nam. Và cái thống kê ở Hoa Kỳ, nhân giá chiếm 47% trong số người lớn, và mỗi năm có khoảng 17 ca ung thư giáp mới được phát hiện và tử vong vào khoảng 1.000 ca mỗi năm. Đây là nghiên cứu của tác giả Bansini năm 1988, thì ghi nhận tần suất ung thư ở những bệnh nhân mà có muối giáp đa nhân chiếm đến 7.5%, trong đó nhân độc giáp chiếm 2.5%. Và các anh chị biết là các chị nhiều những trường hợp mà cường giáp đến các anh chị, thì các anh chị sẽ chẩn đoán xem cái cường giáp này nguyên nhân gì, có thể là baso và bệnh tự miễn chiếm khoảng 75-80%, còn lại có thể cường giáp do nguyên giáp, do muối giáp đa nhân hoặc là nhân độc giáp. Thì nhân độc giáp này nó là một cái nhân thôi, nhưng mà nó tự động tính và tỷ lệ thương vào khoảng 2-5%. Như vậy các chị thấy nếu mà một cường giáp đến các chị có cái nhân giáp thì cũng không loại trừ được ung thư, đúng không ạ? Các chị phải tìm các chị coi cái siêu âm tuyến giáp, các chị coi những cái tính chất nhân trên ung thư, trên cơ sở như thế nào để các chị loại trừ ung thư giáp hay là nghĩ đến lành tính. Thì đây là tần suất ung thư giáp ha. Các cái nghiên cứu cho thấy là một cái nghiên cứu ở Ý là trên tổ mẫu là hơn 5.000 bệnh nhân, và nhân giáp là trên 6.000, tức là mỗi người có nhân hai nhân đó, và ghi nhận tần suất ung thư giáp chiếm 46%, trong đó cái nhân mà lớn hơn 1 cm thì có vẻ như tỷ lệ ung thư nó nhiều hơn là nhân nhỏ hơn 1 cm. Tuy nhiên nhân nhỏ hơn 1 cm, ví dụ như 2 ly, 3 ly, 4 ly, vẫn có thể là ung thư giáp và chiếm tỷ lệ vào khoảng 3%. Và các chị thấy nhân đặc thì chiếm tỷ lệ ung thư giáp nhiều hơn là so với nam giáp, và nam giáp vào khoảng 0.3%. Tuy nhiên tôi đọc những cái tài liệu về tử thuyết á, trên những bệnh nhân tử vong rồi, người ta xin phép người ta trên cái tử thi đó mà ghi nhận thì ung thư giáp trên cái nam giáp có khả năng chiếm từ 3-25%. Thành ra trong cái nam giáp cũng không loại trừ được. Thì các chị sẽ nhìn thấy một phát có một cái slide để các chị xem cái chỉ định khi nào thì làm test này. Các chị thấy là đây là cái nghiên cứu điều tra của ung thư
gần đây thôi của một ở những bệnh nhân cường giáp tại New Zealand với độ mẫu là khoảng 2.201 bệnh nhân, thì cho thấy tỷ lệ mà bệnh nhân có dân giáp mà bệnh rao chiếm tới 84.6%, và tức là bệnh nhân Bardo vẫn có thể có dân giáp. Nên thì các chị được nghĩa với Bardo là một tình trạng của giáp to lan tỏa công dân có thể có lưu mêu và thắng thể thắng rác tăng cao vân vân, tỷ lệ té sắt bị ức chế thấp gần bằng không, FGL cũng tăng cao và bệnh nhân thường có rồi mắc có phù nghiêm trước sinh vậy. Nhưng chị được nghĩa vậy, nhưng lỡ giáp cao Bardo đó mà các chị siêu âm vẫn có dân giáp thì cái nhân giáp này là cũng có thể có ung thư nữa. Cho nên những trường hợp mà ba đô tôi cũng kể cho chị nghe trong lần lâm sàng, nhiều khi các chị điều trị theo cái pháp đồ vậy đáng lẽ nó bệnh giáp, nhưng nó bệnh giáp, nó bệnh giáp tự nhiên sao nó cường giáp ngoài không biết như thế nào. Các chị cho siêu âm thử phát hiện cái nhân giáp đó, và trên cái nhân giáp đó các chị thấy nó có xuất hiện gợi ý tính chất gợi ý carcinoma, các chị phải làm test này. Các chị coi thì những trường hợp đó coi chừng đó là cái nguyên nhân gây cường giáp mà không có tình được. Bố giáp nam nhân chiếm 10.4% và dân tộc giáp chiếm 5%. Ở những cái vùng mà thiếu iốt đó, ví dụ như là Bắc Mỹ, Iran, Châu Âu thì bố giáp nam nhân chiếm tới 50% các trường hợp cường giáp. Các anh chị thấy và tần suất ung thư ở bệnh nhân cường giáp cũng có đó, đều khoảng 2.6-10% và tăng cao đặc biệt ở bệnh nhân bố giáp địa phương. Vậy những trường hợp cường giáp các anh chị đâu có loại trừ ung thư giáp. Các anh chị điều trị ngoài không cường giáp, các anh chị phải đi tìm bệnh nhân coi có ung thư giáp hay không. Và đây là cái slide để chỉ tại các anh chị về nguyên nhân thì chưa rõ, có thể là do thiếu iốt, do viêm giáp, do khuyến khắc vắc xin, có thể do kháng thể hoặc là sản xuất tế sắc quá mức, hoặc là do xạ trị vùng đầu cổ, hoặc là cường giáp suy giáp do gen, hoặc là do tiền trong gia đình có bệnh lý tuyến giáp. Và các hình thái về nhân giáp thì có thể là lành tính, có thể là ác tính, có thể là các chị đọc thêm. Về bệnh sử thì các chị khi mà gặp một cái nhân giáp, các chị phải hậu kỹ. Tôi thấy bao giờ khám bệnh chú trọng vấn đề bệnh sử, tiền căn và cái thăm khám, và cái đó quyết định cho cái chẩn đoán và cái hướng điều trị các chị. Những cái chuyện đó các chị đừng có đơn là ví dụ như là các chị sẽ hỏi bệnh sử nhân giáp này có bao lâu rồi, lớn ra có nhanh hay không, và các chị xem tiền căn gia đình có ung thư hay không, có tiền căn xạ trị vùng đầu cổ không, bệnh nhân mình có tiền căn xạ trị vùng đầu cổ hay không, và tính chất nhân có lớn nhanh hay không, và các chị sờ xem nhân này nó chắc, nó cứng và nó có chính cái mô xung quanh hay không. Đó là những tính chất gợi ý ung thư. Và các chị xem nếu các chị sờ được cái lâm sàng thì chắc chắn là nhân nó ở trên 1 cm rồi, còn nếu các chị sờ không được tôi cũng phải đi cho siêu âm. Ví dụ như bản thân tôi siêu âm tôi có 2 cái nhân, cái nhân giáp của tôi nó khoảng 3-4 ly thì nó không có tính chất gợi ý đặc biệt hết, thì người một đời quy đó tôi không làm gì hết. Nhưng mà nếu cái nhân của tôi là 2-3 cm đó, 4-5 cm đó mà nó có vôi hóa, có tăng sinh mạch máu, có đường kính trước sau với đường kính ngang thì tôi phải làm cái bệnh nhân này rồi, ví dụ vậy ha. Và các chị sẽ xem tiếp đặc tính chân này là nó có một chân hay nhiều nhân, nó là nhân đặc hay là nam hoặc là mix, là có thể vừa nam vừa đặc, rất là hỗn hợp. Và các chị xem cái chức năng nhân giáp này nó là bình giáp, cường giáp hay là suy giáp. Và các chị sẽ đánh giá là nhân lạnh hay nhân nóng, nếu cần thiết thì thường thường cái nhân lạnh thì cái tính chất ung thư nó nhiều hơn là nhân nóng. Và các chị làm xã hình ra là cho thấy nhân nóng thì các chị không cần làm F2, mà nếu các chị làm nhân lạnh thì các chị nên làm F2. Và cái yếu tố gợi ý ác tính tiềm ẩn đó, các chị có hỏi xem đây bệnh nhân có tiền căn chiếm xạ trị vào cổ, ví dụ như ung thư vòm hay ung thư vòm hầu hay là những ung thư vì trị vùng đầu cổ, mà bệnh nhân có tiền căn chiếm xạ rồi thì các chị phải lưu ý. Cái thứ hai là các chị hỏi về tiền căn gia đình có u tự tuyến giáp hay không, hay là đa u tuyến nội tiết thứ hai không, hoặc là đã từng có người trong gia đình có ung thư giáp nhặt nhú. Và các chị lưu ý lứa tuổi cực trẻ và cực già, lứa tuổi này là dưới 14 và trên 70 tuổi. Và cái những tiêu chuẩn này là tôi lấy theo AA năm 2016 mới vừa cập nhật đây đó, là lứa tuổi dưới 14 tuổi hoặc là trên 70 tuổi, còn cái khoảng giữa này thì cũng ít hơn. Nói dù mình khám một cái đứa bé 14-15 tuổi, 16 tuổi cũng được, mình thấy có một cái nhân giáp là tôi đã lo rồi, hoặc cái người lớn hơn 70, người già đến tôi khám có cái nhân giáp là tôi đã lo rồi, do siêu âm. Và tôi khám thử thử là bệnh nhân có dân giáp thì nó có chắc, có cứng, có xâm lấn xung quanh không, có lớn nhanh không, có gây hàn lý không, và tiền năng gia đình có bệnh lý ung thư giáp gì không, và đặc biệt là phái nam tôi lại càng lưu ý nữa, và nhân lớn nhanh nữa, rồi nhân chắc cứng dính di động kém,
và nếu sờ thấy hạch cổ thì coi chừng. Và gần đây thì bệnh nhân than là nuốt khó, khó thở và khàn giọng. Thì đây là những cái tính chất gợi ý ác tính tiềm ẩn mà nhiều khi quý đồng nghiệp khám bệnh cũng hay bỏ qua, chỉ thấy sờ được cái nhân giác xong cho đi siêu âm rồi các chị bắt đầu giải quyết vấn đề, rồi các chị không lui với chuyện này. Nếu như các anh chị thấy được cái chuyện này mà các chị trên cái siêu âm các chị thấy gợi ý những tính chất ác tính, các anh chị sẽ gửi đi làm FA thì các chị FA, mà nếu bản thân các chị làm FA xong các chị sẽ ghi là bệnh nhân có tiềm căn chiến xạ vùng đầu cổ, tuổi cực trẻ 14 tuổi và nam giới, và gần đây là bệnh nhân lớn nhanh dính chặt di động kém và có triệu chứng khó thở khàn giọng. Thì lúc đó bác sĩ giải bệnh sẽ chú ý tập trung đi tìm các anh chị. Còn nếu anh chị hơi hơi đỡ cho trẻ có bệnh lên thì không có sự hợp tác giữa nhà lâm sàng và bệnh lâm sàng thì các anh chị dễ bỏ sót. Và những cái xét nghiệm các chị nên làm trước khi làm FA, một lát có cái sơ đồ cho các anh chị, thì các chị cho xem đánh giá, các chị đánh giá những tính chất nhân ha, rồi các chị thử tê sắc. Nếu bình thường thì các anh chị bình thường hoặc là tăng thì các chị sẽ thử thêm ST4 trong TDBO, các anh chị xem cơ có suy giá hay không, có viêm giá Hashimoto hay không, và các anh chị cho làm FA nếu như tính chất cho siêu âm gợi ý. Nếu tê sắc thấp thì các anh chị làm thêm ST3, ST4 để xem bệnh nhân có cường giáp thực sự hay là cường giáp như nào, có sạn hay không. Nếu cường giáp thực sự thì làm thêm tấm thẻ gắn huyết và các anh chị xạ hình của giáp, tấm giá thử chân nóng hay là ngược lại, để lúc đó các anh chị sẽ quyết định làm FA hay không. Về siêu âm tuyến giáp thì có thể rất là dễ, thấy rất là đơn giản, bệnh nhân không có tốn kém gì nhiều, một cái xét nghiệm siêu âm giáp mà giá chỉ ví dụ tới 150.000 thôi thì xạ rất nhanh, và nó tùy thuộc vào tay nghề của các thầy thuốc siêu âm đó. Và cái siêu âm giáp sẽ giúp phát hiện sờ thấy số lượng nhân giáp mà trên lâm sàng các chị không sờ thấy, và trên cái siêu âm đó những cái nhà lâm sàng, những nhà siêu âm mà giỏi đó sẽ ghi nhận cho các chị những yếu tố, những cái tính chất gợi ý ung thư cho các anh chị, hay là những tính chất gợi ý là lành tính. Thì những hình ảnh gợi ý ung thư của nhân giáp trên siêu âm các chị thấy là các nhà lâm sàng, những khi các chị thấy các đồng nghiệp ghi là nhân giáp một cái bên phía trái, một cái bên phía phải, kích thước bao nhiêu đó xong hết, trở lên cũng giáp ra nhanh hết, thì các chị cũng ổn định rồi, đúng không? Thật ra hồi trước đây tôi có một cái ca và mời tôi đi hội chẩn vì là ca này cũng mất ba mấy tuổi mập phì, sau khi ảnh làm FA xong thì ảnh bị xuất huyết và phù hết cái bộ phận này. Và vô phan tầm á, lúc đó tôi cái đồng nghiệp mà bên cái phòng ngoài nó làm xong cái việc bị phù hết luôn đó, và do nhập viện thì lúc đó thử đường ra, cái hồi hội dẫn mời tôi đi hội dẫn gì lý do là tăng đường huyết thôi, chứ không có mời hội dẫn gì ví dụ mà tụ máu đó đâu. Thì sau khi tôi thấy một cái chuyện tụ máu nó sạc đó thì tôi mới viết một cái bài này, thì sau đó tôi khuyến cáo trên hội trường để các đồng nghiệp xem cái trường hợp chỉ định làm cái này hay không. Cái ca đó cũng chỉ hơi nhỏ xíu mà khoảng 7-8 ly, hoàn toàn không có tăng sinh mạch máu, không có quy mô hóa, không có đường đứng trước sau lớn hơn đường đứng ngang, không tích gì hết. Việc ca đó có nhân viên các đồng nghiệp đem ra làm cái này, và cuối cùng bệnh nhân đã xui bị tụ máu rất nhiều, phù hết ở vùng cổ luôn. Thì khi bên vô trong nội trú nằm thì thử đường thấy đường tăng, cái mờ mình biết xuống hội chẩn là gì để tăng đường huyết. Và tôi thấy cái chuyện đó thì tôi thấy cũng không hay lắm, cho nên tôi mới viết cái bài này. Và sau đó tôi khuyến cáo trên cho các đồng nghiệp siêu âm cũng như là các đồng nghiệp ngoại khoa khi nào thì làm FA, và cũng khuyến cáo các đồng nghiệp làm siêu âm nên cho những tính chất khi làm siêu âm để giúp cho các đồng nghiệp lâm sàng các thầy thuốc chuyên khoa nội tiết có những một cái dẫn đoán tương đối là dễ biết là cái gì. Thì những tính chất gợi lý là ác tính là các chị sẽ thấy là echo siêu âm mà ghi là siêu âm giảm, và các chị đã làm cái yếu tố ghi nhận rồi ha. Rồi có vi mô hóa, có canxi này, đó ác tính. Và halo thì dày hoặc không đều hoặc là không có, bờ thì không đều, nếu lành tính thì bờ đều, halo thì rõ, bỏng lên tiếng lành tính. Và có tăng sinh mạch máu là người với ác tính, có hạch vùng ha, và đất rừng máu có nhiều năm có tăng sinh mạch máu mạnh. Rồi đây là cái những cái nghiên cứu mà các chị thấy người ta ghi nhận đường kính ngang, đường kính trước sau lớn hơn đường kính ngang, đó là anteroposterior trong về sở viết tắt chúng ta, đường kính trước sau trên đường kính ngang mà lớn hơn một, tức là ví dụ như cái nhân giáp là vậy đi, cái nhân giáp các chị sẽ thấy nhân giáp này, thì các chị thấy đây là cái đường kính ngang ha, và đường kính trước sau là cái sau này. Nếu như cái đường kính trước sau mà nó lớn hơn đường kính ngang là một cái yếu tố gợi ý, thì các chị đồng ý xem phải cho. Thì các chị thấy là nếu đường kính trước sau mà trên đường kính ngang lớn hơn một, từ một trở lên đó, thì yếu tố gợi ý lên tới 76%,
tuy nhiên cũng 40% là lành tính, và nếu có vi hóa nữa thì yếu tố người lành tính lên tới 72.2%, bờ không đều 52.8%, nếu mà tính chất nhân nhất này ghi là ego kém thì lên 86%, và có tăng sinh mạch máu trung nhân là 64.6%. Thì nếu mà đây là cái nghiên cứu là người ta ghi nhận sau khi kết thúc nghiên cứu là đường kính trước sau trên đường kính ngang lớn hơn 1/1 hoặc cộng thêm 1/2 các yếu tố sau này, ví dụ như vi mô hóa vừa không được cô kém, thì đây là những dấu chỉ điểm phải truy tìm ung thư giác, các chị đừng bỏ qua. Nếu các chị không biết những cái dấu chứng này, các chị thấy vì nhiều như vậy, các chị đã họp với nhau thì nó nhỏ hơn 1 cm không cần làm nhé, chừng 3 tháng sau quay lại ung thư giác thì chăng mất rồi. Và đây là cái nhân giác mà trên 1 cm và dưới 1 cm, thì ra đây là những cái nghiên cứu ở Ý là cũng nhân giác cũng khá nhiều, trên 7.000 nhân giác, và trong đó có nam giác vào khoảng 201 cái, và ép ngay là không có ung thư, không có ung thư gì hết. Thì người ta ghi nhận là nhân mà trên 1 cm á, thì tỷ lệ ác tính chiếm 10.5%, và nhân dưới 1 cm thì tỷ lệ ác tính vào khoảng 49%, còn nếu có hạt di căn nữa thì tỷ lệ ác tính lên đến 23.6%. Và những trường hợp mà đang đang ca giác dạng nhú mà ở cái nam giác á, chiếm đến 12.4%, nếu như nam này lớn hơn 3 cm và tái phát sau hút dịch, và dịch là dịch máu, thì các chị phải lưu ý vẫn có thể là ung thư á. Và đây là những giá trị tiên báo ác tính trên cái nhân giác, ví dụ như trên hình ảnh siêu âm á, các anh chị thấy là cái nhân giác lớn hơn 1 cm thì cái độ chuyên độ nhạy mà gửi ác tính là 77 và 35, nhưng mà cái ego kém với lại cái bờ không đều tôi thấy cũng có giá trị là ego kém đến 84% độ nhạy, và bờ không đều độ chuyên lên đến 84%, và nếu có môi hóa thì độ nhạy độ chuyên tăng lên trên 70%, và tăng sinh mạch máu cũng vậy. Còn riêng cái đường kính trước sau lớn hơn trên đường kính ngang lớn hơn 1 thì cái độ nhạy lên đến 76% và độ chuyên là 60%. Thì cái tiêu chuẩn đề xuất á, là cái tiêu chuẩn của đường kính trước sau trên đường kính ngang mà lớn hơn 1 cộng với ít nhất 2 tiêu chuẩn nữa, hoặc là B hoặc là D á, thì cái độ nhạy lên đến 99%. Còn nếu tiêu chuẩn B là ego kém mà cộng thêm một cái tiêu chuẩn từ một cái điểm trở lên, hoặc là C hoặc là E, thì các chị thấy độ nhạy lên đến 79% và độ chuyên là 64%. Thì đây là những cái slide mà tôi muốn minh họa cho các anh chị, để các anh chị có những cái cảm nhận trong đó. Khi các chị nhìn một cái nhân giác trên lâm sàng, hoặc là các chị sờ được một nhân giác trên lâm sàng, thì các chị sẽ có những cái điều sẽ làm gì, nên sẽ làm tăng sinh mạch máu trong nhân. Cái này là cái hình ảnh nắng đen tôi dùng, tôi cũng ghi nhận được cho các chị rõ. Và đây là cái nhân cái đường kính trước sau lớn hơn 1, các chị thấy đường kính trước sau này lớn hơn cái đường kính ngang, các chị thấy. Và như vậy thì về những cái khuyến cáo mà theo các hiệp hội ATA hay là tức là hiệp hội thứ nhất Hoa Kỳ hay là hiệp hội thứ nhất châu Âu, thì người ta đối với những nhân đặc hay là thứ nhất đa nhân á, thì người ta lựa chọn, người ta thử, người ta được FT4 FT3 và FT4 nhiều hơn là FT4 vòng vòng. Cái lần trước mà tôi nói cái chuyên đề cường giáp, tôi còn hứa anh chị là tôi sẽ nói về cái lý do vì sao mà thử FT3 FT4 trong chuyên đề cường giáp tôi, mà trong quá trình theo dõi mà không được FT4 thì chắc tôi sẽ trả lời anh chị cái phần đó. Về xạ hình tuyến giáp thì xạ hình tuyến giáp thì các chị khi mà các chị nghi ngờ thì cái bé sắp thấp, thì các chị làm cái xạ hình tuyến giáp, các chị xem thử cái này là nhân móng hay nhân lạc. Nếu nhân móng các chị không cần làm bé ngay, còn nếu là nhân lạc thì các chị nên tiến đến làm bé ngay. Thì cái xạ hình các chị cũng hơi cực, các chị gửi đi trung tâm này trung tâm nọ cũng khó, nhưng mà chỉ cần tôi thấy chỉ cần các chị khám lâm sàng mỗi lần được cái kỹ, và trên cái siêu âm các chị xem những tính chất của siêu âm và những tính chất nhân đó là cái gì, các chị sẽ quyết định làm bé ngay không. Đôi khi tôi cũng có làm cái xạ hình trừ những trường hợp từ tiếng lắm thì tôi mới làm thôi. Và đây là một cái nghiên cứu trên hơn 4.000 bệnh nhân có nhân giác, thì tất cả những bệnh nhân này được xạ hình và phẫu thuật hết. Người ta thấy ghi nhận bệnh nhân là chiếm 64%, và nhân nóng là 10%, nhân nóng là 55%. Thì trong cái số bệnh nhân lành đó, người ta ghi nhận đến 16% là ung thư đó, còn lại nhân nóng thì tỷ lệ nó thấp hơn. Và như vậy thì người ta lý giải là những trường hợp mà xạ hình và nhân lành thì các chị nên làm FA để thôi trừ ung thư hay không. Và khi nào thì gọi là nhân nóng, các chị thấy nhân nóng là cái hình ảnh mà nhân bắt sạc vùng xung quanh bắt sạc, còn ngược lại nhân lành là nhân thì không bắt sạc mà vùng xung quanh thì bắt sạc. Về FA
thì khi mà các chị F2 được ra đã được đưa vào sử dụng từ những thập niên 70 chúng ta là lâu lắm rồi, và khi mà các chị sử dụng F2 vậy các chị sẽ làm giảm được hơn 50% những trường hợp mà phải mổ cắt bỏ tuyến giáp, và như vậy các chị sẽ làm giảm được cái chi phí điều trị hơn 25%, giảm được số ngày nằm viện và giảm được cái chi phí mà phải đi vô nằm viện nữa. Và như vậy thì khi mà làm F2 á, là mà nếu các chị làm đúng á thì nó sẽ cho được chỉ định mổ đúng 20-30%, còn nếu không thì các chị sẽ mổ dư chỉ định đi, hoặc là thiếu chỉ định, ví dụ thay gì là chỉ định cần phải mổ thì lại không mổ, chỉ định chưa cần mổ thì các chị đã mổ rồi, thì như vậy cái F này sẽ cho một cái giá trị như vậy, và 70-80% còn lại có thể là không phẫu thuật, tại vì F này khi mà cho kết quả dương tính thì các chị có thể 5% là âm tính giả và có thể 5% là dương tính thật. Và chỉ định F2 đây là một cái cũng cập nhật cho anh chị cũng hay theo ADA 2016 mới đây, thì những trường hợp mà các anh chị siêu âm trên lâm sàng các anh chị thấy nhiều thứ nhất nghi ngờ như là nãy giờ trình bày, thì các anh chị nên làm F2, ví dụ như là nhân giáp đặt trên 1 cm, có quy mô hóa, có tầm trên mạch máu, có đường kính trước sau lớn hơn đường kính ngang trên một vân vân, thì các anh chị nên cho làm F2. Hoặc là bệnh nhân này dưới cực trẻ cực già, rồi trên cái siêu âm thì có độ thâm giảm, có quy mô hóa, các chị cũng nên làm với nguy cơ cao. Qua và những trường hợp mà các chị thấy là có đặc vùng, có dấu nghi ngờ là có xâm lớn trên siêu âm, hoặc là những trường hợp mà có quy mô hóa bờ không đều cũng nên làm F2. Hoặc là những trường hợp mà giảm phân âm nhân đặc mà có giảm phân âm, hoặc là những trường hợp cái giảm bít là vừa tổng vừa nhân đặc vừa hóa lỏng, hoặc là những trường hợp là giảm bọt các sponsifo. Còn những trường hợp mà gan giáp đơn thuần không thì không cần làm F2. Nếu như không có những cái tiêu chuẩn gợi ác tính tiềm ẩn trên lâm sàng, dù tiềm căn gia đình hay là những cái tính chất nhân không có lớn lắm trên 3, trên 2, v.v. Đây là cái sự cập nhật mới theo ADA, cái này là 2015. Thì những trường hợp nhân giáp trên 1 cm mà nghi ngờ cao trên siêu âm, các anh chị nên làm F2 ha. Còn nhân trên 1.5 cm mà nghi ngờ hơi thấp, ví dụ như là chỉ có độ băng âm giảm vậy thôi, trên 1.5 cm, hoặc là có vi mô hóa thì anh chị cũng phải làm F2. Hoặc là trường hợp nhân trên 2 cm nhưng mà cái chuyện nghi ngờ nó sao thì cực kỳ là thấp, ví dụ như là cái nhân trên 2 cm bệnh nhân này là cực già nhưng mà trên siêu âm thì cũng không thấy cái gì tính chất gợi ý, không có bờ hình rõ, cây cô thì cũng bình thường, không có gì, không có tăng sinh mạch máu, không có vi mô hóa, các anh chị phải làm F2 luôn. Còn những trường hợp mà ngoài những tiêu chuẩn này á, thì các chị không cần làm F2. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp mà nhân giáp dưới 1 cm, các anh chị buộc phải làm F2. Ví dụ như tôi nói là nhân đặt dưới 1 cm nhưng có vi mô hóa, có bờ không đều, có giảm hoạt ăn, có tăng sinh mạch máu, vân vân, các anh chị phải làm F2. Những trường hợp nhân giáp dưới 1 cm các chị không loại trừ được cả carcinoma. Cái này bỏ thì các chị tôi đã tập những cái mới nhất rồi. Rồi. Những trường hợp mà các chị làm F2 á, thì nó có thể là nó gây âm tính giả. Ví dụ như các chị lấy mẫu sai, các chị không thực hiện sinh thiết F2 dưới cái siêu âm, các chị sinh thiết mù thôi. Và những trường hợp mà nhân nhỏ không sợ được những béo phì hay là cơ bộ kém phát triển, các chị sẽ lấy không đúng chỗ. Và mẫu F2 này nè, được gọi là tối ưu, các anh chị phải được gửi xem xét bởi chuyên gia tế bào học, tức là cái người đọc đó phải có trình độ về tế bào học, có kinh nghiệm, và các anh chị nên ghi những thông tin thêm vào lâm sàng như là tôi đã nói, ví dụ như bệnh nhân này trẻ tuổi từ 14 và 5 đến, rồi tiền căn gia đình đã từng được chẩn đoán là có người bị ung thư tử tuyến giáp, rồi bây giờ nhân giáp lớn nhanh, nó thì nhân giáp nhanh có hàng tử nhân chắc cứng và trên siêu âm có nhiều yếu tố gợi ý, ví dụ như đâu tế bào học đâu có biết trên siêu âm có cái gì đâu, các chị ghi là trên siêu âm và nhân giáp lớn hơn 1 cm nhân đặc bị vùng kém có bị hóa gợi ý tính vân vân, ví dụ vậy thì cái ông này ông sẽ thấy là còn là những yếu tố gợi ý thôi, ông sẽ bày mẫu tìm xem có đúng không, các chị bạn có các chị khác xem. Và cái mẫu hôm nay này là phải đủ tối thiểu là dưới 6 nhóm tế bào biểu mô tính giác, và mỗi nhóm tế bào thì là có ít nhất là 10 tế bào trong một nhóm đó thì đọc mới đủ. Còn nếu anh chị cắt hơn chút xíu mà lấy được có khoảng 3-4 nhóm tế bào, và mỗi một nhóm tế bào có khoảng 4-5 tế bào thôi thì đọc không có đủ, và như vậy đó thì sẽ bỏ sót.
và khi trả lời cho họ tế bào học thì cái người giải phẫu bệnh đó phải mô tả trước và sau đó mới cho ra kết quả. Còn thường thường các chị thấy là nhiều khi chuyên gia đọc ra cái dèo luôn, ra kết quả dèo của mình. Và kết quả tế bào học có khi đọc là không chẩn đoán được, là không chẩn đoán thì có khoảng 10-15%, ví dụ nó lấy không đủ, hoặc là chẩn đoán là lành tính thì chiếm 60-80%, thì trong đó thì lành tính có thể là dưới 5%, lành tính thì có thể lành tính giả, dương tính giả 5%, dương tính 5%. Và nếu mà trả lời tổn thương dạng nang thì tỷ lệ ác tính có thể là 15-25%. Còn nếu mà trên cái tế bào học đã là nghi ngờ thì cái này càng tăng cao, ác tính chiếm 50-75%. Còn nếu đã trả lời thực sự là ác tính rồi thì chiếm tới 95%. Tuy nhiên thì tôi cũng biết có những trường hợp và những mình trả lời cũng nhầm đó, cũng là nhầm á, và những khi đè ra mổ rồi sau đó trả lời kết quả về là lành tính đó. Thì các chị phải thận trọng xem xét lại cho rồi hỏi đến cái nhà tế bào học trước đó là kết luận là ác tính thì phải mô tả cái sang thư nó như thế nào, có xâm lấn của bao, có này kia nào hay chưa, và có phù hợp trên cái siêu âm cũng như lâm sàng các anh chị hay chưa. Và để mà làm ngày trước thì tôi cũng làm cái thằng hay mà sư là phụ mình, và sau này tôi thấy cái đó tôi làm thì không có giá trị, tôi không làm nữa và tôi gửi hoàn chứng là theo thực hiện em hay cái hướng dẫn sơ rất là chọc khúc tế bào kim nhỏ đó, thì các anh chị nên chọc làm em hay qua hướng dẫn siêu âm và nên lấy nhiều mẫu ở nhiều khu vực của cái nhân đó, và nên lặp lại FNA qua hướng dẫn siêu âm cho những cái nhân giác mà bàn tính theo dõi. Ví dụ các chị kết quả lần này là bàn tính thì các chị thấy nghi ngờ cái nhân giác là cũng là trên 2 cm lớn hơn 2 cm đặc và có bờ không rõ hay là có giảm, các chị nên theo dõi và khoảng 3-6 tháng các chị cho siêu âm lại, các chị đánh giá là nếu cần làm FNA nữa đừng để sót cái bọn thư. Và các chị phải chuẩn bị ít nhất là 6 năm thì mất tế bào và cố được ngay lập tức rồi gửi đến giải phẫu bệnh để đọc. Thì cái này, cái slide này cho thấy là cái nghiên cứu ý cho thấy là nếu mà sinh thiết làm cái thằng này dưới hướng dẫn của siêu âm thì cho thấy là nó chính xác hơn là làm cái tay một không qua hướng dẫn siêu âm, chỉ vậy thôi. Do đó thì ngày nay đã có rất nhiều cái sự phát triển về siêu âm, về chuyên gia, về tế bào học, thì các chị từng có gửi bệnh nhân đi làm cái FA mù để các chị nên gửi đến những cái đồng nghiệp có tay nghề cao và sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm thì các chị mới lấy được những cái thông tin chính xác hơn và cái giá trị kết quả các chị sẽ chính xác hơn, các chị sẽ điều trị cho bệnh nhân hiệu quả hơn. Nhiều khi các chị sinh thiết mù tăng thư mà ra là đúng, các chị bỏ sót đi. Và những cái tai biến khác đây thì rất là hiếm gặp. Thường thường á thì bệnh nhân chỉ có đau khó chịu một chút 1-2 giờ sau khi làm cái tay thôi, và có thể nó có tụ máu một chút xíu và có thể nó hơi sưng cái vùng chỗ mà anh chị làm cái tay, tỷ lệ nhiễm trùng thì rất là thấp và có thể có tạo nan. Thì tốt nhất á là các anh chị có thể có tụ máu 2 giờ sau là cuối tuần, thì sau khi làm xong các anh chị mới cho chèn đè cái tay vô đó, đè lâu chút để tầm máu, và tốt nhất các anh chị dùng cái kim là khoảng 2-3 kim nhỏ thôi để tránh cái tình trạng rơi vãi tế bào ung thư. Và có khi làm thì bệnh nhân có bị sốc qua gan, thì những trường hợp đó các anh chị đa số khi làm cuối tuần các chị phải giải thích cho mình yên tâm là làm cái này là làm cái gì, làm sao, lấy như thế nào, rồi những cái ưu điểm đó làm sao, và có thể có những gì các anh chị giải thích cho bệnh nhân yên tâm để không có gây ra sốc qua gan. Và cái chuyện người thân tinh hoặc thường thì rất là ít, chỉ có 4 ca thôi, 1000 ca là chiếm 0.36% thôi. Và có thể cái FNA này có thể gây rơi vãi tế bào ung thư thì trên toàn thế giới có 12 ca ghi nhận được, và do đó người ta khuyên là dùng cái kim nhỏ, kim lớn hơn nam ta tốt nhất là kim nặng 7-25. Như vậy các chị nghe được không? Các chị có làm FNA, các chị cũng chọn lựa kim, các chị giải thích với bệnh nhân, các chị chuẩn bị lam, và các chị làm cái hướng dẫn của siêu âm, rồi các chị gửi đi nhà để bệnh đọc, các chị sẽ ghi nhận lâm sàng có cái gì, siêu âm có cái gì, để cho bệnh tiền căn cho mình có cái gì, để cho cái nhà cái bệnh học đọc những cái tiêu chuẩn cơ bản, người ta sẽ mày mò và tìm cho các chị xem là có bỏ sót được thứ hay không. Và ở những trường hợp mà nó bị tai biến như vậy thì rất, mặc dù là rất là ít, nhưng mà nếu có thì các chị sau khi sinh thiết xong thì các chị nên đè trực tiếp vào cái chỗ sinh thiết để làm giảm cái chuyện tụ máu như là tầm máu, và phải vô trùng kỹ chỗ tiêm chích để tránh nhiễm trùng. Thì các chị biết là vấn đề về vô trùng nhưng mà sau hai đuổi này gặp nhiều điều nhiễm kỹ thì sau vô trùng kỹ, nhiều người mà làm kỹ thì sẽ nguy cơ nhiễm trùng. Và tôi đã từng đi lấy máu, tôi đi là đi khám nhân thọ, có bảo hiểm nhân thọ tôi đi nơi khác, thì các anh chị đã bị dưỡng lấy máu tôi, mà tôi nói tôi là bác sĩ chứ đỡ mà là tôi là bác sĩ, mà sát trùng rất là kinh khủng luôn á, rất là kinh khủng. Và cái nhà gì cũng còn chặt hết cả, tôi chặt
muối một lọ đó, mà đem cứ dơ chỗ với má nữa, ủa em đang cho xin muối một lọ đó không, chứ đừng cho. Mà bây giờ mình là bác sĩ từ cái bệnh viện chuyển qua bảo hiểm giới thiệu qua tour đó, tôi cũng giận lắm, tôi nói em cho chị xin thêm miếng không gòn, cuối cùng không cho luôn. Xác định rất là ghê, mà hú chi cái này là một cái trường hợp là thủ thuật. Các anh chị nghe xong các chị về sẽ xem điều dưỡng chỗ mình nó lấy máu đi chích cho bệnh nhân như thế nào, thôi xương đầy đủ thôi. Và nếu như có lỡ tầm máu tụ máu gì đó thì chườm đá hoặc là dùng thuốc giảm đau, hoặc là trong những trường hợp nang giáp á thì không nên sinh tiết quá nhiều lần thì nó sẽ làm rỉ dịch vào cái mô đó. Và các anh chị một lần nữa thì cho bệnh nhân sinh tiết những kim nhỏ và để tránh rơi vào tế bào thương, nếu xương đó là ung thư. Về CT scanner cũng như là MRI thì cũng thường không làm, thì lý tưởng là để phát hiện những trường hợp cú xa xứ, những trường hợp này sẽ đánh giá được cái vị trí kích thước cũng là cái nhận giác. Còn với CT thì cũng không có được làm. Vì vậy một cái sơ đồ mà được phát hiện mới nhất năm 2016 thì anh chị đứng trước một trường hợp nhận giác, đứng trước một trường hợp nhận giác thì các anh chị sẽ phải thử TSM thì để đỡ mất thì giờ thì cái nhân giác dù khám lâm sàng nhân giác thôi, các chị thử luôn xem sắc cái bao nhiêu cho rõ, đúng rồi, để khi các chị thử đến sắc cái thấy là sắc thâm, các chị cho là cái bao nhiêu bốn nó phải tăng láng, đúng không? Thì các chị làm xa hình, nếu trường hợp mà tế sắc bình thường hoặc cao, các chị thử để cái bao nhiêu bốn cái bao để siêu xem cho cái này là có siêu giác hay không, tế sắc tăng này, nếu cái bao nhiêu bình thường là siêu giác dưới lâm sàng, còn nếu cái bao nhiêu tăng là siêu giác nguyên phát. Và khi mà suy giáp viêm phát các chị nên làm cho thăm video trước, tôi có nói chuyên đề suy giáp. Nếu tê sắc bình thường hoặc tăng, tức là bằng ft 4 bình thường là suy giáp dưới lâm sàng, thì ở cái mức độ từ 4 đến trên 4 các chị đã phải làm kháng thể anti video, kháng thể kháng microzone, các chị làm cái anti video, các chị xem tôi có phải là viêm giáp sô tô. Nếu mà anti video tăng thì coi chừng là viêm giáp sô tô, thì trước sau gì nó cũng là suy giáp. Rồi, nếu tế sắc thấp, các anh chị thử FT3, FT4 xem có cường giáp hay không. Và nếu cường giáp thì nguyên nhân có thể là bệnh tự miễn do Basdo hay không, thì các chị thử thêm các thể gắt rác. Nếu các thể gắt rác có thể dương tính trong Basdo khoảng 75-80% trường hợp, 85% trường hợp, tức là có khoảng 15% âm tính. Thì như vậy trong trường hợp Basdo và các thể gắt âm tính thì nó có thể là tính khoảng 10-15% trường hợp. Các chị vẫn không loại Basdo, đúng không ạ? Và khi mà các chị chia tiếp nhân giác dưới 1 cm hoặc là một cái nang giác đơn thuần thôi mà dưới 1, các chị đâu có cần làm gì, các chị theo dõi không có đè ra làm ép ngay cho này ha, không làm. Và nếu như mà cái nhân giác trên 1 cm là mình focus lại, nếu như trên siêu âm mà nguy ngờ cao thì các chị nên làm ép ngay, hoặc là trên 1.5 cm nghi ngờ thấp, hoặc là trên 2 cm mà nghi ngờ rất thấp, các chị phải làm ép ngay rồi, đúng chưa? Các chị phải làm cái này rồi. Và nếu như kết quả mà trả lời là lành tính thì các chị theo dõi. Còn nếu kết quả em trả lời là dạ nang không xác định, hoặc là cái này ở phía sau có ghi cái từ cho các chị, hoặc là những trường hợp mà nang mà không điển hình, hoặc là những trường hợp mà nghi ngờ hoặc là ác tính thì các chị phải theo dõi nè, làm cái em này. Hoặc là nghi ngờ ác tính thì các chị có thể phẫu thuật hoặc là theo dõi đó, hoặc là phẫu thuật hoặc theo dõi. Và nếu các ngay trả lời ác tính thì nên phẫu thuật luôn, không có theo dõi nữa. Còn trong trường hợp mà tê sắc thấp thì các chị nên là tả hình, thực ra trong trường hợp lâm sàng tôi làm luôn cái F34 thì các lá thôi. Nếu như nó thường giảm cái lâm sàng thì có thể tôi làm xạ hình. Nếu như xạ hình đó mà nhân tống thì tôi theo dõi thôi, hoặc là tùy theo mà có thể phẫu thuật hoặc theo dõi. Và nếu là nhân tống thì tôi sẽ phải làm ép này để xem có ung thư không. Rồi, đây cái chữ viết tắt là lại chữ plus là viết sẽ nó cho phía sau đó nha. Ép này là cái hệ tâm sinh dạng nang hoặc là nghi ngờ. Đó những trường hợp có một số trường hợp nhân giác dưới 1 cm vẫn phải cần làm ép này như là tôi đã nói. Và như vậy thì sau khi mà các chị tiếp cận cái nhân giác rồi, các chị làm gì, mỗi bệnh sử, khám lâm sàng, siêu âm, các chị đánh giá, gợi ý những tính chất ung thư hay là lành tính thì các chị đã có hướng xử lý qua cái bản cái lương đồ vừa rồi. Thì như vậy, nếu theo cái khuyến cáo của hiệp hội các nhà nội tiết lâm sàng Mỹ hay là hiệp hội tiết giác châu Âu, thì điều trị nhân giác thì số 1 là phẫu thuật. Tùy ha, nếu lớn thì chị phẫu thuật, và còn nghi ngờ nhân giác là ung thư thì phẫu thuật, hoặc là anh chị có thể làm ý giác đồng hiệu phóng xạ. Tuy nhiên cái ý giác đồng hiệu phóng xạ này á thì có thể làm giảm được thể tích nhân giác khoảng 40% trong cái năm đầu, nhưng mà tỷ lệ suy giáp thì sẽ gia tăng theo những năm sau đó, các chị phải buồn một năm giáp.
À, nói chuyện chứ gửi của em là đi làm rất là nóng sẵn cũng nhiều khê lắm, là các chị cứ lựa chọn và tùy nhau ở các nước châu Âu đã thích làm này lắm. Và thứ ba là họ con giá thì không khuyến cáo khi các chị dùng levotiroxine, các chị cho uống thì thực ra thì nó có thể ức chế thể sắc làm giảm kích thước tuyến giáp, nhưng các chị khuyến cáo chị cho những bệnh nhân trẻ dân giáp nhỏ thôi và cái vùng thiếu gió để làm giảm thể tích dân giáp chỉ có khoảng 15% trong 9 tháng thôi, nhưng mà nguy cơ có thể nguy cơ dẫn đến cường giáp. Các chị là chọn tương chẳng điều trị gì những trường hợp này nhân giáp tôi cũng không gì lý do anh cần nhiều khi tôi thử ra một cái nhân giáp của đồng nghiệp tôi ha, tôi thử ra nhân mới có lời cũng kêu một tháng mới có những xíu là bệnh nhân này thì hơi lớn tuổi chút thì tôi thử ra cái sắc bình thường cái ba của mình thì tôi cho uống thử mới có 3 tháng mà nhiều đường nhá, thành ra tôi muốn hạn chế sử dụng nên các chị nghe rồi ha. Trong trường hợp mà nhân giáp không có cường giáp á thì các chị sử dụng thứ nhất cũng là điều thấp, rồi các anh chị đi phẫu thuật thì các anh chị phải dùng tùy các nhát phẫu thuật liều thấp hơn, thay vì cường nhát ba cơ các chị đánh liều tấn công là 4 viên tinosol 10 mg hoặc là 6 viên BTU hay là 6 viên Neobarcinol thì các trường hợp như là cường nhát chơi bệnh nhân nhân nhát này không phải là bệnh từ miễn đó, các anh chị dùng liều thấp lên có thể 2-3 viên một ngày thôi, và hoặc là các anh chị có thể sau khi bệnh nhát rồi các anh chị có thể dùng nhất là liều phóng xạ các cái điều trị, tuy nhiên thì nó bị lên đến khoảng 20% và sau đó thì suy giáp mỗi năm 3% và tăng lên 64% đến 24 năm những trường hợp này các chị phải bù con giáp sau khi làm giáp bệnh sàn. Hoặc là sau khi bệnh giáp rồi thì các chị phẫu thuật thì tình trạng không thất bại chỉ có dưới 1% thôi, trong trường hợp là các chị cắt giáp tròn hoặc là đường tròn và cái ngày mà các chị phẫu thuật thì các chị đương thứ nhất cũng hợp ngày phẫu thuật và sau khi phẫu thuật thì các chị theo dõi lấy sắt FT4 sau đó mỗi 4-6 tuần để các chị xem có suy giáp hay không và các chị bù một con giáp. Như vậy cái phần trình bày của tôi kết luận để tóm tắt lại cái phần trình bày thì phần kết luận là trước một cuộc giáp nhân thì các anh chị phải hỏi kỹ bệnh sử ha, khám lâm sàng và xem các cái điều kiện bệnh lâm sàng để có hướng xử lý thích hợp, và đặc biệt là những cái tính chất nhân cơ siêu âm để coi xem đó là lành tính hay ác tính, sau đó các anh chị xem cái chỉ định là có nên làm cái này không, nó có những chỉ định đó, và khi các anh chị làm FA rồi thì các anh chị phải phối hợp chặt chẽ với lại các nhà ngoại khoa cũng như là nhà dễ phẫu bệnh để tránh bỏ sót những tình trạng ung thư giáp. Trường hợp nhân nóng và đang giáp ung thư các chị không làm cái này không được làm, và nếu mà các chị dẫn bé là vì giáp sâu tôi các chị đang cần phẫu thuật làm gì đúng không ạ? Và đấy là trong trường hợp mà test sắc bình thường còn tăng FT4 mà giảm và các chị chẳng nói là suy giáp dưới lâm sàng hoặc suy giáp thứ phát các chị thử FT4 tăng nữa thì các chị gửi một cái viên giáp Hashimoto thì các chị đang cần phẫu thuật. Đây là những trường hợp mà trước đây tôi phải thay đổi rất nhiều cho các nhà ngoại khoa và bệnh viện tôi đi ngọn đồng các chị dẫn bé là cường giáp rồi các chị gửi đi nội tiết hỏi ý kiến mổ thì nội tiết là cần viên giáp Hashimoto, không cho mổ thì giận các chị mổ xong rồi thúc đẩy suy giáp nhanh hơn không? Khi mà viêm nhiễm Hashimoto về lâu dài nó dẫn đến suy giáp. Khi mà hiện tượng tự miễn của viêm nhiễm Hashimoto nó phá hủy hoàn toàn bộ tuyến giáp thì lúc đó bệnh nhân sẽ suy giáp và tuyến giáp sẽ nhỏ lại sau tuần mổ. Đây là cái ca lâm sàng bệnh nhân nữ 45 tuổi hoàn toàn không có tiền căn gia đình tuyến giáp gì hết. Khi sơ tuyến giáp thì ghi nhận một nhân giáp nhỏ dưới 8 ly tức là dưới 1 cm và bờ thì đều, không có vôi hóa, không tăng sinh mạch máu. Lâm sàng thì đương nhiên là không sờ được nhân giáp tốt rồi, và chức năng tuyến giáp thì ghi nhận là DSH FT3-4 là bình thường. Đây là một cái nhân của giáp nhân nhỏ và bình giáp, không có yếu tố thủy ung thư nên sao? Các anh chị có làm cái này không ạ? Không cần làm ha, thì các anh chị cũng nắm rất là dữ, không cần là phải vào mình theo dõi. Ví dụ là cái nhận ra của tôi đó, nhận ra tôi là quan toàn không có tính chất gì gợi ý hết. Đây là một bệnh nhân nam đó, nam là yếu tố gợi ý rồi không? 17 tuổi cũng khá là trẻ, cha chết vì ung thư giáp di căn. Siêu âm tuyến giáp thì có một nhân đặc lớn hơn 1 cm. Một yếu tố, hai yếu tố, ba yếu tố ung thư đó là 4 yếu tố trên 1 cm, 4 yếu tố rồi. Bờ không đều là 5 lần, tả ăn kém là 6 mà có vôi hóa và tăng sinh mạch quá nhiều yếu tố gợi ý ung thư. Trên một cái bệnh nhân nam giới, rồi lâm sàng bây giờ một nhân chắc chỉ đồng kém nữa và tế sắc giảm, trong trường hợp tế sắc giảm lại tôi được truyền các chị làm xạ hình xem làm đây như nhân nóng, tôi cũng không cần làm xạ hình luôn và tôi thử FT4, FT3, tế sắc xem FT4, FT3 như tế sắc là giảm rồi, tôi xem có cường giáp hay không. Nếu cường giáp tôi làm cái này nó nói có pass go hay không, tôi điều trị cường giáp này và tôi làm FT ngay lập tức. Nếu như mà có
nếu như bé sắp thấp ép tiêu 4 ta bình thường thì là cường nhất cái lâm sàng tôi làm ép lên được. Còn nếu bé sắp thấp ép tiêu 4 ép tiêu 3 tăng căng để căng lát bình thường đi, căng lát bình thường đi thì tức là cường nhất thực sự thì tôi điều trị bình nhát một cái đi rồi tôi làm ép lên, phải không ạ? Thì siêu âm này là rồi không cần làm, xả hình tôi cũng cần làm luôn đúng không? Các chị làm rất là đơn giản như vậy. Và đây là một nhân nữ 38 tuổi, một nhân giáp thì phải sờ được, tức là trên 1cm rồi, mật độ vừa, không dính, tiền căn bản thân gia đình không có bệnh lý ác tính gì hết, tế sắc cái tôi muốn bình thường thì hướng xử lý như thế nào? Cái ca này vậy thì tôi chụp cái hình xong rồi tôi bỏ cho cái slide sau nhưng mà tôi tiếc là không mở được. Thì đây là cái hình tôi gửi, cái này là bệnh nhân đến với tôi, cái bệnh sử như vậy. Thì kết quả thì các bác sĩ này ghi nhận là vì phải to nửa trên có nhân echo hỗn hợp đặc và nang. Và nãy mà nói là cái hỗn hợp đặc và nang thì mỗi người ý tính chứ không bỏ đâu nha. Giới hạn rõ, đường kính là 32/17. Thì các chị thấy là cái nang giáp về người nam người đặc đó. Và kích thước khá to, không thoái hóa, không tăng sinh mạch máu, đúng không ạ? Thì trái mặt trước, nửa dưới có một cái nhân không có thoái hóa, không tăng sinh mạch máu. Cái thuyền trái thì cái nhân này không có gợi ý gì hết, đúng không? Nhỏ dưới 1cm, không có thoái hóa, không tăng sinh mạch máu. Nhưng mà nó có đặc tính là echo kém, bờ không đều. Nó có hai tính chất trên nhân thuyền trái này. Trên cái thuyền phải thì hỗn hợp đặc kích thước to, chỉ có vậy thôi. Thì bác sĩ này trả lời là theo dõi PTC thuyền trái, tức là papillary thyroid carcinoma, tức là ung thư giác dạng nhũ, dạng nón luôn, ung thư giác dạng nhũ. Thì các chị làm gì ca này? 38 tuổi, năm vì ngay không có gì hết. Thì sau đó thì tôi nhìn cái này thì siêu âm thì không nên đọc ung thư, gợi ý là nên làm ép nay đi, ca này phải làm ép nay. Và chức năng thứ nhất thì bình thường phải làm ép nay. Thì tôi gợi cho một bác sĩ, một đồng nghiệp rất là cứng tay nghề, thì tôi tiếc là cái hình đó tôi chụp cho là tôi xem hôm nay thì lại không mở được cho anh chị. Thì đồng nghiệp của tôi rất là cứng cựa và siêu âm lại thì tính chất không có ghê gớm như cô này mô tả, và họ làm luôn cái ép nay. Tôi cũng chụp hình ép nay cho anh chị, tôi làm hai nơi luôn, tức là nhân giác và cái nang giác luôn, thì kết quả là lạc tình. Cô là đặc tính và cô rất mừng, cô này là người tương lai. Tại vì mới đầu nhìn cái đó thì bác sĩ giải thích rằng là tổn tá quả mặt mà sạch quét hết rồi, và tới tôi thì tôi rất không tuyệt tình để tôi gửi cho một phần nghiệp rất là chuyên ngành về ung thư và sẽ tinh thiết là làm cái tay qua hướng dẫn siêu âm luôn. Thì kết quả cũng rất là may mắn là cô này cũng làm rất là kỹ và đặt rất nhiều nhá như vậy, và cô quẻ được cái hình rồi kết quả trả lời là hoàn toàn là tính và dịch hay là đặc tính thôi. Thì tôi hẹn cho này người bác nhắc lại thì sau đó có thể là một cuộc gọi là cái đầu tiên phần mình bàn chưa đây là hết.